竟可以这样美，如天空光彩照暖大地，如分开多一秒也受罪，归心似箭害怕别离。来人世有天使，缘分来到会出现，忘掉往昔有辛酸，来年未尽计算，全情换味每一天，谁人能够永不变，同度时间与考验，其实最好于身边，转过头就看见。Sắp ra rồi, dùng sức nha, chuẩn bị 3, 2, 1, đẩy. Cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên. Làm tốt lắm. Đúng lên rồi. 1, 2. Kể từ lúc tôi sinh con ra, tôi không còn là tôi nữa. Lúc trước tôi là một người như thế nào, từ đây không còn quan trọng nữa. Bởi vì dù tôi đang ở đâu hay đang làm gì, thì thứ mà cơ thể con cần sẽ luôn luôn đi trước thứ mà cơ thể tôi cần. Bất kể ngày đêm, trời nắng hay trời mưa, hay trời có sụp đổ xuống, cho dù thế giới con người có thay đổi như thế nào, cho dù là ngày tận thế hay chiến tranh thế giới, thì việc cho con ăn no để con khỏe mạnh, ăn mau chóng lớn là nhiệm vụ của tôi. Dạy dỗ con, giúp con hiểu biết chính trực hiền lành là sứ mệnh của tôi. Có rất nhiều lần tôi đã tự hỏi, tôi có đủ năng lực để bảo vệ tốt cho con, để con có thể lớn lên trong vui vẻ khỏe mạnh không? Nhất là khi tôi cũng đang không khỏe mạnh và vui vẻ, trong lúc cuộc đời tôi đang hỗn loạn và tệ nhất. Nhưng mà con là ánh nắng trong cuộc đời của tôi. Một con người bé nhỏ luôn luôn tràn đầy sức mạnh thần kỳ, lúc nào cũng có thể khơi dậy tôi, thắp sáng tôi, phấn chấn trở lại trong lúc gục ngã, hồi phục trở lại trong lúc đau thương, an nhiên trở lại trong lúc rối loạn, cảm thấy đầy đủ trong lúc thiếu thốn. Là con khiến tôi luôn biết nhẫn nại, mỗi ngày đều có một bài học, là khóa học cả đời về bài học làm ba mẹ. Mệnh đến từ chi ly. Bé ơi, bé ơi, bé ơi, bé ơi. Trời, anh lại cho con xem tivi nữa. Em nói là sáng chăm con, để con đi vệ sinh được. Cho anh chăm thì em cũng không đi được đó. Em yên tâm mà đi, sẽ đi được thôi. Anh ở đây em sẽ yên tâm sao? Chỉ lo chơi điện thoại mặc kệ con đang khóc. Lúc nãy còn nhõng nhẽo được gặp em đó, bây giờ thì hết rồi. Không được mở tivi cho xem để giải quyết chuyện này. Kể chuyện cho con nghe, tương tác với con đó. Được rồi, biết rồi mà. Em đi vệ sinh rồi đi tắm đi ha. Đồng đồng, chúng ta xem nữa nha. Chồng ơi, có chuyện gì vậy? Có phải con đang khóc hay không? Em căng thẳng bị nghe nhầm thôi. Yên tâm mà tắm đi em ơi.
Hay nha, dỗ được con ngủ. Con nó hiếu thảo mà. Nhưng anh phải để ý con. Con hay chảy mồ hôi lúc ngủ lắm đó. Biết rồi. Cái gì vậy? Anh để cho con ngậm kẹo khi đi ngủ hả? Vậy anh muốn con bị sâu răng hay là bị nghẹn chết đây? Anh đã hết cách rồi. Không thấy em thì con nó không có chịu ngủ. Phải ngậm kẹo mới chịu đi ngủ đó. Bà xã ơi, phải rồi, lúc nãy em đi có thoải mái không dạ? Biết trước như vậy là em không đi rồi. Làm sao mà nhịn đi vệ sinh được chứ? 2 năm nay vì chăm sóc con gái cho anh, số lần không ăn không ngủ không đi nhiều đến nỗi không đếm được, ảnh hưởng đến sức khỏe từ lâu rồi. Anh chỉ biết là con gái em khóc là em lo lắng cả lên rồi. Anh phải dùng tuyệt chiêu để em khỏi lo lắng thôi đó. Không kiên nhẫn thì nói không kiên nhẫn. Đúng là khi nhìn em thì khó mà kiên nhẫn được. Khỏi có mà nghĩ tới, ngày mai còn có việc. Tối nay đi ngủ sớm đi. Hôm nay chính thức lên lớp phân ly, bắt đầu rèn luyện yếu tố thi phỏng vấn mầm non. Danh sách của các trường mầm non về chất lượng giảng dạy, môi trường và bối cảnh nhà trường, câu hỏi và mẹo thi phỏng vấn những kỳ phỏng vấn trước, vân vân, đều được sắp xếp theo danh sách yêu thích đây. Học thuộc cho má. Bà xã ơi, không phải em đăng ký 7-8 trường sao? Ở đây có tới 30 trường vậy. Cạnh tranh dữ dội, được chọn tốt hơn là không được. Chọn hay là giành chứ? Ý là chắc sẽ trùng lịch nên không đi được hết á. Má đã có lòng tốt cho nên đã tự giúp mình đăng ký thêm mấy trường cho chắc an toàn hơn. Rồi bà xã, không phải em chọn trường thuần tâm đứng đầu sao? Sao lại thành Sicilia vậy? 2 trường đều là trường tốt. Không phải nha, thuần tâm ở Cửu Long có thể lên thẳng lớp Sicilia, là trường quốc tế ở Hương Cảng, khác nhau nhiều lắm đó. Con cũng biết nói thuần tâm ở Cửu Long, chúng ta ở bên Hương Cảng nên chưa chắc sẽ nhận đồng đồng. Là má muốn đồng đồng học Sicilia thôi à. Đương nhiên là phải cho đồng đồng lớn lên ở đỉnh kim tự tháp rồi. Má đã làm nghề giáo 30 mấy năm, nghe lời má là không có sai đâu. Học phí cả chục ngàn lận đó. Má đã nói với Du Du rồi, chỉ cần đồng đồng thi vào được trường Sicilia thì con không cần đưa tiền sinh hoạt cho má. Còn gì nói không? Má bận việc phải đi trước đây. Má ơi, từ khi có đồng đồng thì gia đình ba người chúng con đã ở đây rồi. Không đưa tiền thì không có đăng mặt đàn ông. Con sợ bị người ta nói con ở rể hả? Tự con nghĩ nhiều thôi. Không phải, con không có tính cho đồng đồng học trường quốc tế thôi. Năng lực của mình tới đâu thì mình làm tới đó đi. Biết khả năng của mình đó. Tại sao cưới con gái của má? Mà thật ra đó thì muốn cho đồng đồng vô trường nào học cũng phải thi trước đã. Đối mặt với sự thật, thi lớp mầm không như lớp giữ trẻ, không phải cùng phụ huynh vào ăn uống rồi hát một bài là xong. Vậy cũng phải, thi lớp mầm phải tự mình vào gặp giáo viên và còn phải thi nhiều mặt khác nữa. Nói đúng, cho nên lớp phân ly lát nữa con phụ trách xem chừng vợ con. Má yên tâm, tụi con nhất định sẽ làm được. Con tự hiểu đi, đồng đồng còn đang theo con, không thể tự mình vào thi lớp mầm được. Cũng đừng lo lắng quá, sắp tới sẽ vào lớp giữ trẻ, từ từ sẽ tự lập được thôi. Con nhiều việc quá quên hả? Có cần má phải nhắc con không? Đồng đồng để vào cuối năm, đợi tới khi vào lớp giữ trẻ thì quá thời hạn thi lớp mầm rồi. Sớm hơn mấy tháng là khác nhiều lắm. Sớm hơn mấy tháng, đi ngoan ngoãn người im, lanh lợi và nghe lời, đồng đồng còn quá nhỏ, nên má mới lo lắng cho chúng ta mà thôi. Chính vì thua mặt này, nên trước khi đồng đồng mới không vào được lớp giữ trẻ xuất sắc, lần này thi lớp mầm không được có sơ suất, chỉ được đậu không được rớt. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Hôm nay nó tới đây thôi. Gặp lại sau. Không vào được lớp giữ trẻ xuất sắc, gặp lại sau. Nè, sau này con mình vào lớp giữ trẻ, có lớp tiếng Anh quốc tế thì học phí mấy ngàn đó. Nói như là mình cho con học trường dở gì đó.
Vì lúc trước má dạy ở trường Saint Laurent là trường tốt nhất, nên sẽ có yêu cầu cao hơn. Nhưng không có nghĩa là má là chuyên gia giáo dục. Nhưng sau khi má nghỉ hưu đã vì Đồng Đồng mà lên rất nhiều lớp dạy trẻ đó. Còn bác Đồng Đồng học rất nhiều lớp, lớp năng khiếu, lớp phát âm, lớp phỏng vấn nữa kìa. Má toàn đăng ký mấy lớp tốt đó. Là mấy cái lớp rất là tốn tiền thì có đó. Em học hành nhiều hơn má mà, sao nghe theo má vậy? Một mình em chăm con rất khó, có má giúp đỡ là tốt lắm rồi, không lẽ trông cậy vào anh. Con gái của chúng ta mà, không lý nào bị má khống chế được. Má vì Đồng Đồng làm rất nhiều việc, cuộc sống có gửi gắm, tinh thần sảng khoái, không còn bệnh tật. Chúng ta cũng muốn vậy thôi mà. Không chỉ sảng khoái, không chỉ hết bệnh tật, còn ngày nào cũng nhắm vào anh đó. Có khi anh cảm thấy mình đã ở trong nhà trẻ nam đó. Anh quá tuổi luôn nha. Nè, anh là người trưởng thành, má nói gì nghe không lọt tai thì xem như ca hát thôi, đừng có nghiêm túc quá. Nè, nói thật đi, chuyện Cecilia và Thuần Tâm, em có tính nhượng bộ hay không đó? Trong đầu em chỉ suy nghĩ cái gì là tốt nhất cho Đồng Đồng. Chỉ cần không ảnh hưởng tới Đồng Đồng lớn lên trong vui vẻ và khỏe mạnh thì điều má muốn, em sẽ làm theo. Anh cũng nghĩ như vậy đó. Anh cũng hiểu mà, tại sao chúng ta phải cẩn thận cố gắng không làm má kích động, anh tự nghĩ đi. Biết rồi. Vậy thì anh sẽ nghe lời má của em, coi chừng em nha. Má ơi! Đồng Đồng, dậy rồi hả? Dậy rồi đó hả? Để má ẩm con cái đã. Xin chào các phụ huynh và các bạn nhỏ. Chào mừng mọi người tới lớp phân ly buổi đầu tiên. Vậy lớp phân ly đúng như nghĩa của nó là tạo khoảng cách tách ra để bạn nhỏ quen với việc phân ly với người chăm sóc chính cho mình, có thể vui vẻ thoải mái để vào học lớp mầm. Trong buổi đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu phân ly 5 phút trước. Buổi sau là 10 phút. Buổi sau nữa là 20 phút. Sau đó 30 phút, 45 phút, 1 tiếng, cứ vậy tăng lên. Cuối cùng sẽ là phân ly cả buổi học. Bà xã, bà kêu anh coi chừng em đó. Coi cái đầu của anh đó cho em vào trong. Không được, em ngoan đi bà xã, ngoan đi mà. Em phải vào trong. Má ở đây, má ở đây. Con ngoan, má ở đây, được rồi. Má ở đây nè, con. Ngoan đi. Ra tuyệt chiêu đi có được không? Điều em không cho anh làm, anh cũng làm hết rồi, hết tuyệt chiêu luôn rồi đó. Có phải con bị ma nhập hay không vậy? Con không phải là bị ma nhập đâu. Tất cả trẻ bắt đầu lớp phân ly đều sẽ có tình trạng này mà. Con phải phân ly với người chăm sóc chính của mình, đối mặt với hoàn cảnh mới, con người mới. Quy tắc và trật tự hoàn toàn mới hết đó. Là một chuyện rất lớn đối với trẻ em. Em mau qua giúp má đi. Hàng mới về anh chưa có làm xong đâu. Anh chưa có về được. Được rồi. Em còn tính đưa con qua chơi với Diệu Diệu để con bớt căng thẳng việc phân ly đó mà. Trời ơi, không nói nữa, khách tới rồi. Được rồi. Anh mau vào làm việc đi, không thì lại nói bị tan ca trễ nữa. Bye. Con à, má đã không được ngủ ngon mấy ngày nay rồi, con giúp má tự đi bộ nha. Không. Con à, con đi thử đi. Không. Đúng là kiếp trước má nợ con mà. Ai trời, tôi lên nhà mà không tìm được chứng minh thư. Thật ra tôi cũng đâu có muốn đâu. Tôi là bà nội của cháu thật mà. Anh trả lại cháu cho tôi đi. Không được, bà có bằng chứng gì? Cháu tôi khóc rồi kìa.
Cháu tới giờ phải uống sữa rồi. Anh không trả lại cháu cho tôi thì tôi cho cháu uống sữa trước mặt nè, anh. Đừng nhớ. Được rồi. Con dâu của tôi tới rồi. Cấp bậc nữ thần, anh biết sợ chưa? Má à, thật ra nếu má không có mang chứng minh thư thì lấy điện thoại ra cho ảnh coi hình má chụp chung với Diệu Diệu cũng có thể chứng minh được, đúng không? Đương nhiên vậy sẽ tốt hơn là nói mình còn có sữa. Gì chứ? Tôi tức quá nên quên thôi. Không được hả? Nè, đây, nè. Có một người bạn hát tặng cho má rất nhiều cuốn ghi mộng duyên mà không lấy tiền, phải đi lấy liền chứ. Má à, mấy sách này á, coi ít ít thôi, coi nhiều không có được tốt lắm đâu. Có câu nói này của con quá đáng hơn nữa. Con trai của bạn má nói đây là tiểu thuyết tình yêu. À, con lấy một cuốn về coi đi. Không cần đâu má, con không có hứng thú xem sách này đâu. Vậy cũng phải, con là người có học thức, sao lại xem mấy cái thứ này được. À phải, lúc nãy má không cố ý làm mất mặt đâu. Má lo đứng nói chuyện với mấy người bạn, quay lại là không thấy Diệu Diệu rồi. Má à, cũng may là má gặp được người tốt giúp má đẩy xe nôi vào phòng bảo vệ. Lần sau nếu là kẻ bắt cóc thì phải làm sao đi? Phải đó, tại má vụng về quá. Ê, bảo vệ đó cũng sai, sao mà không nhận ra má được. Hàng xóm ở đây ai cũng là người tốt mà. Ê chị Happy. Wow. Ủa Diệu Diệu, ẩm đi chơi nha. Wow, chơi vui vẻ nha. Đi chơi thôi. Ẩm đi đâu vậy? Đi dạo một vòng. Ê, Diệu Diệu lại tới chơi hả? Tại sao lại có thể như vậy được? Diệu Diệu ai cũng chịu theo hết. Ê, trời, má ơi, má của Diệu Diệu thì suốt ngày đi ra ngoài phong chăm, má thì ai cũng cho ẩm hết, Diệu Diệu sẽ bị ám ảnh hay không? Ê, não nó còn chưa phát triển hết, sao bị ám ảnh cái gì được? Đồng đồng nè, sau khi lên lớp phân ly thì không ăn không ngủ không đi chơi, mấy ngày rồi. Không lẽ bị bệnh mà con không biết? Suy nghĩ tỉ mỉ mới nhạy cảm về cảm xúc, con chăm cho đồng đồng rất tốt mà. Trời! Trời, bóc tay cho Diệu Diệu ăn chân gà kìa. Ây trời ơi, con đừng có lo, Diệu Diệu thích ăn chân gà lắm. Cho đồng đồng ăn. Ê, nha. Cảm ơn má, con sợ không vệ sinh. Ở sạch quá làm cái gì, sức đề kháng sẽ yếu đi đó. Sơn và Phong cũng được nuôi lớn như vậy mà. Con xem, hai đứa đều cao lớn đẹp trai. Con gái phải chăm chút hơn chứ. Chăm chút quá thì sau này làm sao biết sinh tồn. Chăm lo cho con là bổ phận người làm mẹ mà. Nói đúng. Nhưng mà nghe Sơn nói, hình như gần đây đồng đồng bị cái gì nhập đúng không? Hai con không được ngủ ngon nữa. Đừng lo, muốn cho đồng đồng giỏi như Diệu Diệu, để chị Happy chăm cho mấy ngày, đảm bảo cháu sẽ tràn đầy sức sống, thay da đổi thịt, ngoan cường hơn Tiểu Cường. Má ơi, má à, con làm cái gì vậy? Lo lắng quá. Má ngủ như chết rồi vậy, sao mà không lo được? Tại má lo lắng, tâm trạng không được tốt nên ngủ lâu. Má biết gần đây đồng đồng thường xuyên nhõng nhẽo, có phải đang nói má buổi tối không giúp con chăm đúng không? Sau khi đồng đồng ra đời, khóc ngày khóc đêm là ai đã giúp má dán mút cách âm, mua bịt tai bịt mắt để cho má được ngủ ngon là con. Nên đã ngủ rất là ngon. Con nằm mơ cũng muốn má được khỏe mạnh. Má rất khỏe mạnh. Đã 2 năm, bác sĩ nói má đã khỏi rồi. Yên tâm đi, má sẽ ráng sống hơn má chồng của con. Trời ơi, má đừng nhỏ mọn như vậy mà. Nè, huyết áp tăng rồi nè. Nếu má bệnh thật á thì mũi đâu có thính như vậy. Hôm qua má vừa ẩm đồng đồng là nghe được mùi rồi. Con cũng biết là má sẽ ngửi được mùi. Thì phải đó, con có gặp má chồng. Nhưng mà chính vì sau khi gặp má chồng, con càng thấy má con là tốt nhất đó. Sao rồi? Hôm qua lại chứng kiến cách dạy con kinh khủng gì hả? Trời, đồng đồng á, lớn hơn Diệu Diệu 1 tuổi, không lý nào không bằng Diệu Diệu chứ. Chúng ta chăm lo cho đồng đồng sao lại thua Kim Mỹ Quang chăm lo cho Diệu Diệu chứ. Con nên nghe lời má, con nên thử buông tay ra, cho má chăm đồng đồng 1 ngày. Thật hả? Má thường xuyên tập thể dục, giữ sức khỏe tốt cũng vì ngày hôm nay. Nói không chừng má chính là người tốt nhất để tập cho đồng đồng biết phân ly. Đúng,
Con má ở đây, Đồng Đồng nhất định sẽ không nhõng nhẽo đòi con. Dù sao cũng tốt hơn cả tuần này tối nào cũng như bị ma nhập. Tôi viết xong cuốn sách này giống như là trải qua sự đau đớn của sanh đẻ gì đó. Khoan đã, các ví dụ dùng từ của cô không chính xác. Cô nhất định phải phê bình thì mới có cảm giác tồn tại hay sao? Vở kịch sắp tới của tôi chính là đang nói về vấn đề này đó. Đang nói cái gì vậy? Cô đang nói cái gì vậy? Má tôi, à trời, má tôi lại dạy cho con tôi học thẻ chữ cái nhanh xem nè. A B C D E. Trời ơi, mọi người không hiểu đâu, con tôi rất ghét thẻ chữ cái nhanh, nhưng mà nói hoài má tôi cũng không có chịu nghe. Làm mẹ luôn luôn là xiềng xích mà phụ nữ không thể gỡ bỏ. Chị hai à, cô ít nhiều gì cũng là một tiến sĩ đó nha. Ngày xưa cô là nữ thần của cả trường học, bây giờ thì đúng là rất tầm thường. Cô nói tôi tầm thường hả? Được thôi, vậy thì tôi tầm thường. Mọi người không hiểu đâu. Tôi hiểu điều mà mọi người nói, nhưng mà mọi người mãi mãi không hiểu được là mẹ sẽ luôn mãnh liệt hơn viết văn sáng tác hay là mấy cái thứ gì đó đó. Sẽ mất niềm tin ở con người, không có cảm giác an toàn, tách biệt với xã hội, hủy hoại cả đời. Tất cả đều do chính tay cô tạo ra. Cái gì chứ? Con tôi muốn uống sữa thôi mà. Là một người mẹ, tôi không nên phớt lờ điều mà con tôi cần trong bất cứ lúc nào. Bao quý khách kêu gọi tạm thời không liên lạc được. Không phải chứ, gọi điện thì không nghe, camera thì không hoạt động, thiệt là tức chết mà. Khoan đã, không lẽ lại giống như chuyện lần trước hay sao? Má không sao, má không sao. Má à, má phải cẩn thận chứ. Má đứng còn không có vững nữa kìa. Chắc hôm nay má ngủ nhiều quá. Má ngồi xuống ẵm nha. Không cần đâu, con đã tỉnh táo rồi, con tự chăm sóc được. Má không giúp con thì ai giúp con? Con đi nghỉ ngơi đi, để má. Má à, má ngoan đi, má nghe lời đi, đừng để con phân tâm nha. Để sức khỏe má tốt hơn thì mới chăm giúp con ha, được không? Con tin má, má nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại hơn xưa. Trời ơi, sao mình ngu quá vậy? Má là bệnh nhân mà, sao có thể để má chăm con một mình chứ? Trời ơi, ngu quá. Lỡ bị ngất xỉu thì phải làm sao đây? Trời ơi. Bể lớp xe thôi cô. Được rồi. Anh bể lớp một mình anh luôn đi. Thank you.
của anh Trương. Trương Trí Tái Trí Trí giỏi quá. Má à, về rồi hả? Đồng Đồng có nhõng nhẽo hay không? Lúc này có nhõng nhẽo đòi ăn kẹo, sau đó đi tắm rồi. Tắm xong rồi thoa kem ha. Dây nguồn ở cục wifi bị tháo ra rồi, má không biết hả? Vậy sao? Chắc là lúc nãy chơi vui quá lỡ tay làm rớt nó rồi. Lát nữa sửa lại sao, con tự thoa đi. Cục wifi mất mạng, camera không hoạt động, con ở bên ngoài không xem được gì hết. Má có biết là con lo lắm hay không? Lớn rồi mà nhát quá, má chăm con giỏi hơn con đó. Má còn nhớ con một lần ở ngoài kia đó, má đã... Ê, má... Con lại muốn nói má bị xỉu hả? Đã mấy năm trước rồi con, thiệt lạ. Bây giờ má khỏe lắm rồi. Phải rồi, má là giỏi nhất mà. Đồng Đồng, qua đây. Đồng Đồng vừa mới tắm xong còn chưa thay đồ. Mới đi có một chút đã về rồi, làm sao mà tập cho Đồng Đồng không theo con được. Má vừa định mà, có má phụ giúp chắc chắn sẽ được. Khổ nỗi là hoàng thượng không gấp mà thái giám gấp, sắp tới ngày phỏng vấn rồi. Ha, con bé này, má về nãy giờ rồi mà con vẫn không có phản ứng chút gì sao? Nè, Đồng Đồng ăn cơm đi. Sao không ăn vậy? Được rồi, con muốn chơi gì nè? Nè, Đồng Đồng à. Đồng Đồng, má biết lỗi rồi. Con giận má bỏ rơi con, má xin con đừng có trả thù má nữa mà. Con à. Cecilia sắp mở phỏng vấn rồi, lớp phân ly sao rồi? Đừng nhắc tới hai chữ phân ly nữa. Con bị điên hả? Má ơi, con có chuyện cần nói với má đó. Vô đây đi. Ăn đi. Đủ rồi. Má cảnh cáo con lần cuối, con còn chống đối với má nữa thì hậu quả của con sẽ như vậy nè. Trời ơi, em bị điên rồi sao? Ôi trời ơi. Má anh và má em nói là em không biết dạy con thì em đang dạy đi nè, anh còn đứng ra bên con hả? Em từng nói là phải có tính kiên nhẫn với con mà, sao em làm như vậy được chứ? Ngày nào con cũng chống đối với em phải dạy dỗ lại con mới được chứ. Con nó không phải cố ý là em đau đâu, nó không có muốn đâu. Em mà dùng phương pháp mạnh á, con sẽ có khuynh hướng bạo lực đó. Anh nó thì đi làm rồi còn tăng ca nữa, cho dù ba má có ở nhà thì cũng chỉ ngủ thôi. Có ai mà hiểu được là em đang chống chọi một mình hay không vậy? Em rất là mệt mỏi, em sắp đi lên rồi. Em là chuyên gia dạy trẻ mà, học hành nhiều, hiểu biết chuyện nhiều mà. Em không muốn nghe đạo lý nữa. Bà xã ơi, em nói là lúc em chăm Đồng Đồng đó thì con rất là không bình thường, còn để người khác chăm thì rất là bình thường. Em có biết tại sao không? Tại vì em là má của con, là người thân nhất của con đó, nên con mới nổi nóng với em. Cũng giống như bây giờ em đối xử với anh vậy đó. Không cần nói nhiều nữa, ba chữ thôi: ăn hiếp em. Là em không nên gấp gáp bắt con học phân ly. Em không nên bị má làm ảnh hưởng. Em không nên bắt con của em phải hơn người khác. Phải rồi, nếu em như vậy thì cả người lớn và con nhỏ cũng mệt mỏi đó. Đồng Đồng sanh vào cuối năm mà, nó còn nhỏ mà. Phải rồi, Đồng Đồng để vào cuối năm mà. Bây giờ con phân ly được thì mấy tháng nữa mới học thôi. Cùng lắm thì mấy tháng nữa mới vào lớp giữ trẻ, cùng lắm thì học lớp mầm trễ một chút xíu thôi. Con cứ theo má cả đời này, không phải sợ. Bà xã, anh nghĩ là em sẽ không để má chăm Đồng Đồng nữa, có đúng vậy không? Em không muốn phải suốt ngày lo sợ nữa đâu, càng không muốn con ghét má. Má xin lỗi con yêu. Hay là vậy, tâm trạng của chúng ta đều đã không tốt, hay là chúng ta đi chơi đi ha? Không phải anh nói là không suy nghĩ được sao? Ừ, phải dỗ là bà xã với con mà, sao không suy nghĩ được chứ? Anh nghe nói cửa hàng đồ chơi có giảm giá đó, chúng ta đi Cửu Long Đường, rồi sẵn ghé qua chị Happy, má có mua áo mới cho Đồng Đồng đó. Rõ ràng là tâm trạng không được tốt mà còn phải đi gặp má nữa. À, nè, hay là vậy đi, em đi mua đồ trước, anh với Đồng Đồng đi gặp má xong rồi qua tìm em.
Như vậy có được không? Bà xã, con đâu rồi? Má đưa con về nhà rồi. Anh thông đồng với má lừa em hả? Không phải, là vì má cảm thấy em nên nghỉ ngơi đó. Hay là mình đi hẹn hò đi ha? Ai rảnh đi hẹn hò với anh? Bà xã, em nói đóng với con, đó là một sự cảnh báo. Chúng ta đúng là nên ra ngoài đi hẹn hò. Em ra ngoài thì con sẽ nổi điên lên, con nổi điên thì em sẽ nổi điên lên. Ê, bà xã ơi, như vậy cả hai đều mệt mỏi. Chứ âu lo phân ly của em còn nghiêm trọng hơn con. Đừng làm ồn em phiền quá em đi. Em bình tĩnh lại trước đi, bình tĩnh lại trước đi. Em tự mình coi đi. Đó, Đồng Đồng ngủ rất ngon nha. Sao em không thay đồ ngủ vậy? Áo ướt trơn rồi đó, coi chừng bị cảm nha. Đừng làm ồn em phiền quá đi à. Sao em bị bầm vậy hả? Em bất cẩn rồi, bị bầm rồi đó. Anh đi ra đi. Bà xã, bà xã ơi bà xã, em mệt tới ngủ chảy cái nước miếng luôn đó. Để anh chụp hình lại cái đã. Bà xã của anh, em không ăn cơm nên đói bụng hả? Em phải nuốt con vào bụng. Em nói cái gì vậy? Con gái là của em, con gái là của em. Đồng Đồng, Đồng Đồng, con gái là của em, má yêu con. Má yêu con. Em muốn nuốt con vào bụng, em muốn nuốt con vào bụng hả? Em cũng thấy rất kinh khủng mà, có đúng không? Tại sao vậy chứ? Thật ra dạo gần đây á, em rất muốn quay lại hồi trước. Em ước gì con còn ở trong bụng của em. À! Từ lúc sinh con ra, em đã bắt đầu bị chứng lo âu phân ly với con. Từ khi đó trở đi, em luôn lo lắng con ăn không no, ngủ không ngon, không khỏe mạnh, không vui vẻ. Lớn hơn một chút thì sợ con bị dập té, bị đau, bị thương. Không có giây phút nào mà không lo âu. Nên khi em nghe thấy con khóc thì em liền căng thẳng lên. Mỗi lần nghe thấy con khóc là em liền cảm thấy chắc chắn là do em làm chưa tốt. Dạo gần đây vì muốn con được thi vào lớp mầm, rèn luyện con phải độc lập, nên em càng mệt mỏi hơn đó. Em mà rời xa con là em cảm thấy mình có lỗi với con lắm đó. Em là người mẹ tốt 100% rồi đó. Điều mà Đồng Đồng cần, em đều cho con gấp đôi. Em cần phải học cách làm sao mà kềm chế lại mình đó. Không quay lại được nữa. Quay lại được mà. Còn em muốn sau này Đồng Đồng luôn bám theo em hay sao chứ? Cái đời này được không bình thường như vậy hả? Em không ngại không bình thường mà. Trời ơi bà xã ơi, treo cổ cũng phải nghỉ lấy hơi chứ. Em nghỉ ngơi thư giãn một chút đi, như vậy sẽ làm được tốt hơn. Đồng Đồng cũng sẽ có lại một người mẹ bình thường. Anh đã lén xem rất nhiều sách về dạy con đó hả? Em nói anh không coi nên anh bù lại hết rồi đó. Chồng ơi, anh thật sự rất là tốt. Nhưng mà em vẫn rất nhớ con, em muốn về nhà. Bà xã ơi, lâu rồi chúng ta không đi con đường này đó. Hay là vậy đi, em dành một ít thời gian cùng với chồng lặng lẽ đi hết con đường này có được hay không? Tuy là viết văn giới thiệu về sách, tranh, nghệ thuật, thiết kế rất khác với viết luận văn, nhưng hai việc này em đều rất thích. À, anh có xem khúc tại không? Vậy anh có rảnh thì xem thử. Cuốn tạp chí này không chỉ nói về thời trang, còn nói về nghệ thuật, thiết kế, văn hóa, điện ảnh, ăn uống, cái gì cũng có. Để xem có thời gian hay không, anh rất bận đó. Bình thường anh còn không rảnh đọc báo nữa đó mà. Vậy bình thường thì anh thích làm cái gì? Có sở thích gì? Bình thường anh rất ít xem văn chữ. Cho dù nói chuyện cũng không hay nói.
Anh với em như là hai thế giới khác nhau. Con người ở đây ngày nào cũng phải lo về cuộc sống và kiếm tiền. Nhưng anh có cảm thấy là đi dạo, ngắm đường phố là một chuyện rất lãng mạn hay không? Có người chịu cùng em ngốc nghếch, đi bộ suốt mà không có điểm đích là em đã cảm thấy rất lãng mạn rồi. Em suýt nữa thì quên hình dạng hồi trước của em là như thế nào. Bà xã, cho dù bây giờ em đã là mẹ rồi, nhưng mà trong mắt của anh ấy thì em không hề thay đổi. Hay là vậy đi, sau này thì mỗi ngày chúng ta đều đi ra ngoài một chút, hẹn hò một chút, giống như Đồng Đồng phải lên lớp phân ly gì đó. 5 phút, 10 phút, sau đó thì từ từ tăng lên, có được không? Lời niên mây chân gây xuyên, chính xuân trôi mùi giá thiệt. Sự nhận cao anh bát miên, thùng đồ xì gan như hào yên. Khi xa trời hô yên. Trường tiểu học mầm non. Bà xã. Ừ. Con. Nè con. Nè. Con à. Nhìn má nè. Nè. Nè con đừng có sợ nha. Con xem mấy bạn nhỏ chơi vui vẻ chưa kìa. Má không sợ rời xa con. Con cũng đừng có sợ nha. Ok. Nè Đồng Đồng nè, anh nghĩ con cần khởi động đó. Cũng hòa nhập rồi kia. Thật ra thì con rất muốn chơi chung với mấy anh chị đó. Niềm vui cuộc sống tập thể là điều mà em không thể nào cho con được. Sao rồi? Em thông suốt rồi hả? Cảm ơn anh, ông xã. Nếu như không nhờ anh đưa em ra ngoài hẹn hò, em sẽ bực bội trong người và bỏ lỡ một cảnh tuyệt vời như vậy. Ôi chà, vậy thì anh là một người chồng tuyệt vời rồi. Phải rồi, anh là ánh nắng của em. Con mình mới phải. Người lớn thì thường suy nghĩ nhiều và suy nghĩ lung tung, làm cho thế giới này trở nên xám xịt. Nhưng trẻ con thì luôn là mặt trời, luôn tràn đầy ước mơ về tương lai đó. Ước mơ của con trưởng thành, em cũng phải trưởng thành. Buổi phân ly sắp tới em nhất định sẽ kiềm chế được. Bà xã ơi, được rồi, để anh chăm cho, em đi tắm đi. Trời, anh đừng chỉ lo bấm điện thoại, kể chuyện cho con nghe đi. Được rồi mà, anh chơi cũng sắp xong rồi. Có chuyện gì? Bận lắm hả?
Dạ, có chuyện gì hả má? Đồng Đồng sẽ tiếp tục lên lớp phân ly, con học thuộc tài liệu đi. Má sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào. Dạ biết rồi. Đi ngủ sớm đi. Đồng Đồng mà, má con nghĩ là giải quyết xong việc lên lớp phân ly là xong chuyện đó. Nhưng thật ra thì còn má của con ở đây nữa đó. Thì cũng như nhau thôi. Nè, có con không? Nè, vì hạnh phúc gia đình của ba người chúng ta, ba con sẽ không có đợi nữa đâu. Ba sẽ chuẩn bị đủ tài sản, gia đình ba người chúng ta sẽ cùng nhau đi. Sinh mệnh đến từ phân ly, có phân ly mới có trưởng thành. Muốn trẻ em ăn mau chóng lớn, rất nhiều phụ huynh sẽ cho con uống canxi. Thành phần canxi được chia ra là canxi thiên nhiên và canxi tổng hợp hóa học. Canxi thiên nhiên chất lượng tốt, chủ yếu có từ sữa bò, san hô, tảo biển, còn chứa khoáng chất phong phú khác. Các thành phần với nhau còn có thể tạo ra hiệu ứng hiệp đồng. Mong điều往昔有新鮮，来年未尽计算，全情换味每一天，人能够永不变，同到时间与考验，其实最好于身边。